Xin chào các bạn. Hôm nay mình muốn nói đến cái đề tài là sự tỉnh thức và cái những cái kinh nghiệm đi kèm. Thì kinh nghiệm đi kèm đó là cái có thể là cái trạng thái gọi là lạc phúc, vui sướng. Mình hay nghe trong kinh nói đó, cực lạc. Tức là cái nỗi vui sướng mà nó lan ra từng tế bào ở trong cơ thể của mình. Và nó tiếp tục lan như vậy trong vòng nửa tiếng, một tiếng hồ, có thể lâu hơn, tùy theo cái mức độ định lực của mình. Nếu mình đợi được trong đó đó, thì cái hỷ lạc đó, cái chân phúc, cái phúc lạc đó, nó sẽ tiếp tục kéo dài rất là lâu. Thì thông thường á, trong cái quá trình tu tập á, mình có những cái trải nghiệm nhỏ, những cái thức tỉnh, những cái tỉnh thức nhỏ. Ví dụ mình có một cái thấy và nó giúp cho mình hóa giải được một vấn đề mình trăn trở, mình khổ sở bấy lâu nay. Thì nói về cấp độ đó thì nó có những cái satori, tức là sự tỉnh thức nhỏ. Satori cũng là tỉnh thức, nhưng mà có thể là cái tỉnh thức nhỏ, hoặc là tỉnh thức trung bình, hoặc là tỉnh thức lớn. Hôm nay đó thì mình muốn nói về cái trải nghiệm tỉnh thức lớn. Trong đó nó có một cái sự gọi là gia tăng cường độ lúc mà cái trải nghiệm nó bắt đầu đó. Nó giống như là một chiếc phi thuyền đó, mà nó phóng lên không gian đó, mà nó nổ tung như là bom nguyên tử nổ vậy đó. Thì Thiền sư Thích Nhất Hạnh đó, có một bài thơ để mà mô tả cái trạng thái mà gọi là chuẩn bị đó, trạng thái mà nó nâng cấp, nó từ từ nó tăng lên như vậy. Thì bài thơ đó sư ông viết, Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết là: một mũi tên sáng loáng lìa dây cung, mặt trời nổ tung, đầy sân hoa cam rụng, phảng phất bóng vô cùng. Thì cái câu đó, một mũi tên sáng loáng lìa dây cung đó, thì đó là giống như nó chuẩn bị, nó xuất phát, nó khởi hành đó. Và mặt trời nổ tung, thì theo mình nghĩ đó, với cái niềm cá nhân và cái bài thơ đó, thì mình nghĩ là cái quá trình mà tỉnh thức toàn diện đó, nó là một cái gì rất là kinh khủng, chứ nó không phải là một cái gì mà mình có thể một cái gì rất là ấn tượng, không có thể mà nó xảy ra mình không biết đâu, chắc chắn sẽ biết. Tại vì mình nói đấy, nó là một cái gì mà nó chuẩn bị, nó được gia tốc, tăng tốc lên. Và đến lúc mà nó tới cái được cuối cùng của nó đó, thì nó có sự nổ tung. Thì thực ra cũng ít người nói về cái chi tiết này, nhưng mà đối với cá nhân mình đó, thì cái sự nổ tung ở đây đó, nó là sự nổ tung của vũ trụ, của cái thế giới giả lập mà mình vẫn thường sống ở trong hàng ngày,
và mình tưởng nó là thật. Nhưng mà lúc mà cái trải nghiệm tỉnh thức nó đến cái giai đoạn cuối cùng của nó đó, thì cái sự bùng nổ đó đó, mình thấy giống như là cả bầu trời nó sụp đổ, cả vũ trụ nó sụp đổ. Và nó sụp đổ hết thì là nó trải ra một cái thế giới của ánh sáng chói lọi rực rỡ. Tiếng Anh nó có cái từ gọi là enlightenment đó. Light tức là ánh sáng đó. Enlightenment. Thì mình nghĩ có lẽ nó nói đến cái trạng thái mà ánh sáng nó vỡ bùng ra như vậy. Vỡ bùng sau cái vụ nổ của cái sự tỉnh thức toàn diện. Tức là một cái sự tỉnh thức rất là lớn. Sụp đổ cả thế giới giả lập. Sụp đổ cả thế gian. Thì đương nhiên cái sự sụp đổ là nó bên trong tâm mình. Nó không phải là cái sự sụp đổ của thế giới vật chất. Thì như mình đã nói những cái video clip trước đó, thì là sự tỉnh thức toàn diện là mình nói về cái độ lớn của nó. Nhưng mà nó có thể xảy ra nhiều lần, mà mỗi lần nó lặp lại cái quá trình đó. Và lúc mà cái bùng nổ đó, lúc mà cái giai đoạn mà đến cái mức cao nhất của cái trải nghiệm đó, mà nó bùng nổ đó, và thế gian sụp đổ đó, vũ trụ sụp đổ đó, thì nó đưa người trải nghiệm vào một cái trạng thái gọi là cực lạc. Mình nhận ra được mình là thượng đế, mình là chủ tể của muôn loài. Tại vì thực sự trong cái kinh nghiệm đó, trong cái trải nghiệm đó, cái biết, cái nhận thức đó, mình là thượng đế, mình là chủ thể của muôn loài đó, nó đến ngay lập tức. Và không có ai, không cần ai phải thuyết phục mình hết, mình biết cái điều đó. Mọi người nếu mà trải qua cái trải nghiệm này đó, đi qua cái trải nghiệm này đó, đều nhận thức lập tức. Tôi chết rồi. Người ta nói từ xưa giờ là đúng. Ngày xưa cổ nhân nói là đúng đó. Mình là chủ thể của muôn loài. Tại vì trong cái trải nghiệm đó đó, không có một cái gì khác ngoài cái đó, ngoài cái Phật tánh sáng ngời, cái sự huy hoàng của thượng đế. Và cái sự tỉnh thức đó, cái giây phút nổ bùng đó, nó thường, nếu mà đúng cái tâm mức ấy, thì nó thường đi kèm theo với là cái cảm giác cực lạc, phúc lạc, chân phúc. Tức là cái thứ hạnh phúc mà nó không có thuộc về thế gian này. Người thế gian thì mình biết là cái trải nghiệm về tình dục ấy, nó có cái sự khoái lạc, cái hạnh phúc lúc cuối, lúc mà đến chỗ cực điểm. Nhưng mà bây giờ cái đó là cái niềm vui của thế gian. Cái niềm vui mình đang nói ở đây đó, nó thuộc về cái cõi trời, cõi Phật. Thành ra cái niềm vui rất là thanh thoát, và nó gấp cả triệu lần cái niềm vui của thế gian trong cái chuyện nam nữ. Thì cái điều mình có thể thực tập trong lúc trải nghiệm nó xảy ra đó, là
giữ cho cái sự chú tâm của mình. Ở trong cái trạng thái nhất thể đó, với vàng hữu, với cái tâm bục sáng ngời đó. Tại vì trong cái đó, trong cái trải nghiệm nó rất là hỗn mang, rất là hỗn độn. Và mình phải giữ cho mình tập trung vào cái chỗ mà mình gọi là vô tướng, cái chỗ đó không có hình tượng nhưng mà nó rất là có sự nhận biết rất là rõ ràng. Và mình, nếu mình không tập trung vào đó, mình có thể bị kéo đi vào những cái ý tưởng, những cái tâm hành nó khởi lên ở trong mình đó. Ngày xưa đó, tu tập có thầy đó, thì nhiều khi thầy của mình biết cái gì mình sẽ đi qua trong cái trải nghiệm tỉnh thức đó. Ví dụ như là một người thích làm thơ đó, thì trong lúc đó, trong lúc cái trải nghiệm tỉnh thức toàn diện nó đến đó, thế và vũ trụ sụp đổ đó, thì nó có cái sự phúc lạc rồi, nhưng mà đồng thời đó nó sẽ giảm lần, cái phúc lạc nó sẽ giảm lần và nó sẽ đi xuống. Tại vì mỗi sự tỉnh thức ấy, nó có cái lên cái đỉnh của nó và nó sẽ đi xuống như tất cả mọi cái trải nghiệm trong đời sống. Thì trải nghiệm tỉnh thức nó cũng chịu cái quy luật đó. Thì lúc đi xuống đó, nếu một người mà thích làm văn làm thơ mà không để ý đó, có thể mình đi vào cái cõi thơ văn của collective, của tập thể đó, của loài người đó, mà mình bắt kẹt trong đó. Thành ra một cái vị thầy mà tỉnh thức mà mình may mắn mình học thọ giáo đó, mình học được ở vị thầy đó, thì lúc mà mình trải qua trải nghiệm tỉnh thức này thì vị thầy đó sẽ hướng dẫn cho mình để không có bị đi lạc vào cái cõi thơ, cõi văn. Tại vì cõi nào cũng là giả lập hết, chỉ có cái tánh bụt không hình tướng sáng chói này nó mới là thật. Thành ra đó là một ví dụ của những cảm bậy trong cái trải nghiệm tỉnh thức. Nếu mình không có kinh nghiệm thì nói chung lại đó, để mà dễ đó thì là mình có thể mình áp dụng cái nguyên tắc đó. Cái gì mà mình có thể cảm nhận được, ví dụ như cái cõi thơ đúng không, vô đó nó hạnh phúc, nó sướng, nó đó, mình cảm nhận được và nó có cái form, nó có cái hình tượng, thì mình biết như trong kinh Kim Cương nói đó, phải không ạ? Phàm sở hữu tướng, cái gì có hình tượng đó thì không có thật, giai thì hư vọng. Cái gì có hình tượng không thể là cái chân thật được. Thành ra trong cái lúc mà cái trải nghiệm tỉnh thức nó đang trong cái chiều hướng đi xuống đó, tức là có vượt đến đỉnh đó, bây giờ nó đi xuống đó, thì có thể mình dễ lạc vào những cái cõi như vậy. Nếu một người có vấn đề với mê đắm chuyện tình dục thì có thể lạc vào cái cõi mà nó có cái vibration, có cái tần số rung đó. Thành ra mình phải để ý và giữ tâm cho nó vững ở cái chỗ vô tưởng, cái chỗ mà tâm buộc á. Và nếu mà mình may mắn á, thì cái trải nghiệm đó nó đi theo với cái cảm giác tiếng Anh gọi là bliss, tức là cực lạc á, chân phúc, hỷ lạc, phúc lạc. Thì cái hạnh phúc đi kèm theo với cái trải nghiệm này đó, nó có tính chất, nó
nó rũ bỏ những cái nghiệp chướng, những nghiệp báo ở trong trong từng tế bào của mình, thành ra cái cảm giác cực lạc này đó. Ngoài ra là nó cảm thấy nó sung sướng rồi, nhưng mà cái tánh chất của nó là nó chuyển hóa những cái nghiệp lực ở trong trong từng tế bào của mình. Tại vì mình sống như một con người đó, thì là nó có nhiều cái mình mang lấy nhiều cái nghiệp lắm, mà nó nằm ở đâu? Nằm trong tế bào của mình, nằm trong cơ thể năng lượng của mình, nằm trong từng tế bào của mình. Thành ra quá trình mà lúc mà được cái trải nghiệm về về cực lạc đó, thì mình dùng cái đó để mình rũ sạch những cái nghiệp lực ở trong cái cơ thể của mình, trong từng tế bào của mình. Thành ra mình thở và mình thở sâu và mình có mặt, giữ cho tâm mình nó yên. Thì trong trạng thái này đấy, nhưng mà làm được, tập được một lúc thì dễ định lắm, mà cái định rất là sâu. Và cái cảm giác trực cực lạc này đó, nó có thể nó đi kèm với một cái tiếng Anh nó gọi là Kundalini Awakening, tức là sự thức tỉnh của cái dòng khí lực từ dưới bụng dưới của mình đó, khí hải đó, huyệt khí hải đó, nó sẽ cái luồng khí lực nó sẽ được sống dậy và nó đi lên như là một con rồng đó, nó đi dọc theo cái cuộc sống của mình và nó đi lên và nó ra đến đầu của mình. Thì cái đó nó cũng có tác dụng, nó làm cho cái hệ thống năng lượng trong mình nó được nâng cấp từ dưới tỉnh thức, và bây giờ nó có cái sự trải nghiệm tỉnh thức, thành ra là cái dòng khí lực đó nó cũng giống như là con rồng, nó cuộn với nhau và nó đi lên và nó lên tới đỉnh đầu của mình. Thì trong quá trình đó nếu mà mình biết tập tai chi đó, tập khí công đó, thái cực quyền đó, thì mình có thể nếu mình thấy trong người nó khó chịu quá, năng lượng nó nhiều quá, thì cái đó là quá trình Kundalini nó đang tỉnh thức. Thì mình có thể mình biết cái đó, hoặc là mình có thể bây giờ thời đại này thì mình bật YouTube lên mình tập và tai chi thái cực quyền, thì những cái động tác, những cái cách mình đưa tay, mình chuyển cái luồng khí lực nó đi theo đó, nó sẽ giúp cho cái năng lượng thái cực quyền này ở trong người mình nó được lưu thông, và nó sẽ giúp cho mình tổng đi những cái chỗ mà nó nghẹn ở trong mình do cái nghiệp đó. Có thể là nếu mà mình bị những cái trọng nghẹn lâu ngày nó có thể sinh bệnh, mà nếu mà trải nghiệm được cái này nó có thể những cái hết bệnh đó, ngay cả bệnh nghiêm trọng đó, những cái bệnh mà nó nghiêm trọng đó, mà nếu mà nó cái khí lực này nó lưu thông đó, thì nó thổi nó làm nổ tung, nó làm uống đi như tất cả những cái mà tắc nghẹn ở trong người mình đó. Thành ra đó là hai cái trải nghiệm đi kèm với là cái tỉnh thức toàn diện. Hôm nay chỉ muốn nói ra đây thôi. Rồi, có gì hẹn gặp lại những cái clip kế.